Mỹ và Thái Lan thắt chặt mối quan hệ song phương. Mỹ và Thái Lan đã ký thỏa thuận hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 7 nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ vốn đã bền chặt của hai nước khi Washington đẩy mạnh nỗ lực chống lại ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Trung Quốc ở châu Á. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Ngoại trưởng Thái Lan John Pramuvanai cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác về biến đổi khí hậu, thực thi pháp luật và hợp tác an ninh. Ông Blinken đã nói rằng, chúng tôi đang đưa các quan hệ đối tác toàn diện vào thế kỷ 21, đồng thời cho biết thêm rằng Thái Lan là một đồng minh quan trọng trong việc đạt được một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương kiên cường và an toàn. Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ Ngoại tệ Thái Lan là ông John Pramuvanai chia sẻ rằng, ngoài thông cáo đối tác liên minh chiến lược, ký kết thứ hai là MOU về thúc đẩy khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng. Một lần nữa, điều này sẽ đảm bảo sự hợp tác chuỗi cung ứng đa dạng, bền vững và mạnh mẽ, đặc biệt là trong ngành công nghiệp lâm sàng và đổi mới công nghệ. Blinken cũng sẽ gặp Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và Bộ Ngoại trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tham gia vào các hoạt động ngoại giao mạnh mẽ trên khắp châu Á trong những ngày gần đây.